Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Sonic Dash, let's go. Ok, vào game thôi. Let's go. Nhân 3, wow. Ok, tiếp tục nào. Wow, mình ấn nhanh vậy mà vẫn chết, phải thật. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. My Micros. Let's go. Anh chàng này dám phá cây cối. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bắt anh ta. Ok. Go for last. Let's go.
này thì ăn trộm ở trong ngân hàng bên kim cương. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Hotel Tiran. Let's go. Ok, let's go. Tiếp tục vào. Và luôn cái này. Rồi, để sau đây. Wow, wow, wow. Nguyên kịp không? Wow, vẫn bị dính. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Brown. Lego Brown. Đấy là một tựa game khá là hot và hay trong những tháng vừa qua. Và tựa game này cũng là tựa game mình rất thích chơi. Ok. Ở đây toàn những map mới rồi. Chọn cái nào đây, chọn bừa đi. Mình sẽ chọn anh chàng này. Xem anh chàng này có gì không? Tôi chọn anh chàng này hơn. Bà về bà. Custer. Tìm quỷ, đấu với tìm gì đây? Tìm Clash King. Let's go. Let's go.
đừng có ăn nữa các bạn. Ăn kẹo, càng nhiều kẹo càng tốt, bạn ăn càng nhiều thì càng khó. Mình có tiêu cho anh chàng này. Oh my god, rơi kẹo rồi. Ăn cái này đó. Sắp thắng rồi. Để giữ. Ok, đạn hấp. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Super Bra. Ok, đây là một tựa game 3D, phần đó hết lặng một chút thì các bạn phải đợi một chút nha. Chơi tựa game này thì cũng rất là hay. Với cả Ninja Zua, SpongeBob, rất là nhiều những nhân vật. Get ready to bro. Ok. Ba vết ba đây. Let's go. Anh rùa này có vẻ cũng rất là trâu. Chuẩn ta luôn. Khá là hay. Wow, anh ta hồi máu kinh đấy. Rồi, và các bạn cùng mình khám phá tới cái này nha. Bloodlust 2.
Let's go. Tăng sức mạnh lên. Dùng cái này tiêu diệt đi. Ok. Wow. Nhưng không sao. Nếu sao mình thắng là được. Mình sẽ được một cái hòm thật là ngon. Mình sẽ lấy hòn tí này tiếp. Một chiếc hòn tí. Lần tiếp tiếp. Rồi, xử lý chết anh chàng này đi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Lego Batman. Killer Croc into a sewer. Okay. Got to find out what he's up to. Let's go. Rồi, nước đầy rụn và có một món đồ. Bây giờ thì mình sẽ nhảy xuống đây đi. Ok. Anh chàng này đã biến đổi. Wow. Nice. Time to clean this place up a little. Thank you.
7736 vẫn còn thiếu một món đồ nào đó. Tấn công cái này nào. Ok, đã đủ rồi. Cửa đây nó mở ra. Rồi sau đó thì mình sẽ tiến vào sâu vào trong. Ok. Bạc màn màu xanh. I'm going to try raising the water level so we can get across. Let's go. Đẩy lên. Hey, you did it. You sound surprised. That doesn't freak you out? Từ từ đến sang này thôi. Rồi, từ từ tiếp tục. Đó các bạn, sau đó các bạn sẽ đi tiến tiếp, tiến tới tiếp. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Sleeper, follow. Bài thì mình sẽ phải nâng cấp thêm à? Chưa nâng cấp đâu. Let's go. Nhân vật của mình, cùng đội mình, màu xanh cùng đội. Mình sẽ phải tiêu diệt anh chàng này. Ok. Rồi. Và các bạn có thể nâng cấp thêm, download thêm và nâng cấp thêm cho mình. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Lego DC. Let's go. Lego Batman Superhero. The game content often in apps purchase games. Ok. Và đây là một trong những tựa game của Lego cũng khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. So, big game. Và đây là Harley Quinn. Cô ta đang bị ngơ rồi. Ok, let's go.
Mình sẽ ăn những cái này. Ở đây các bạn sẽ ấn trường ba cái này đi. Cái này sẽ mở ra. Đỏ, xanh lam, vàng và màu tím. Ok, mình sẽ ấn từng cái một. Đỏ. Đỏ này. Sau đó các bạn sẽ ra xanh lam. Tiếp tục là màu vàng. Được không? Sau đấy đó là màu tím. Tím nào. Rồi ở đây sẽ mở ra một thứ. Và các bạn sẽ phải chuyển nhân vật. Chuyển sang nhân vật anh chàng siêu nhân đỏ đây. Sau đó thì mình sẽ chọn vào đây. Và đập những cái này. Tiếp tục. Wow, thành một cái bậc thang luôn. Ok. Sử dụng cái này nào. Ồ, cánh cửa đã mở ra thôi. Và bây giờ thì mình sẽ trèo lên trên tầng thôi. Lên tầng nào, được không? Khi lên tầng thì mình sẽ tiếp tục tiến tiếp. Các bạn có thể ăn máu hoặc các bạn có thể đi tiếp. Tùy các bạn. Và ở đây các bạn sẽ gặp những tên lính. Wow. Một chùm khói xanh coi như là biến mất luôn. Mình sẽ chọn anh chàng Batman này rồi đi đánh nhau. Wow. Anh chàng màu đỏ này không đánh nhau hôm nay. Có một chiếc chìa khóa, mình sẽ nhặt em vào cho đây. Đắp vào, tiếp tục xoay thôi. Ok. Và cái này thì mình sẽ bán cái gì đây? Cái này không biết phải ấn vào đâu. Không chạm vào đây. Ấn luôn vào đây. Sau đó các bạn sẽ lắp ghép thành một cái công tắc. Bật thôi. Ra một cái cánh cửa và các bạn có thể nhảy lên. Cái này thì anh sang này vẫn nhảy được. Và lắp ghép tiếp, nó là cái gì đây? Hai người đã ở trên này rồi. Đó, rất đơn giản thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sleeper 3D, let's go. Ok, let's go. Tiếp tục cày tiền tiếp, sau đó thì mình sẽ nâng cấp cho số của mình cao hơn. Wow, còn số nào nữa? Xa tít đây. Các bạn có thể nâng cấp thêm súng của mình. Để mình xem. Đam cộng với đạn này. Mặc dù đạn đây. Ok.
Let's go, tiếp tục vào. Rất là nhiều tiền luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Lego Marvel. Còn lại thì mình sẽ đi tiêu diệt anh chàng to cao này. Thật nha. Let's go. Anh ta ngã ra. Và anh ta thua rồi. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Lego Star Wars. Và tựa game này gồm có 3 phần. Và tất cả những mọi phần của game này rất là hay. Và các bạn có thể khám phá tựa game này nha. Các bạn download về và khám phá từng phần một. Lưu game classic game one. Yes. Ok, và đầu tiên thì các bạn sẽ đi từ con thuyền, sau đó thì vào một trong một vũ trụ khác. Rồi, mình sẽ đi đầu tiên vào một cánh cửa đầu tiên, sau đó thì mình sẽ vào level 1, thì đó thì mình sẽ đi một con thuyền. Các bạn không biết có phải là con thuyền của ngoài tinh không, nhưng mà toàn là robot người máy không. Mình phải tiêu diệt cơ sở này. Ok, và các bạn phải kết thân với anh chàng robot này. Bạn nhờ anh chàng robot này mở cánh cửa ra. À,
hai bạn lính chở các bạn đi và hai anh ta đã bị chết. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng. Phá mấy cái này ra đã. Ok. Xem có cái gì để phá nữa không. Okay, let's go. Rồi sau đó các bạn sẽ chuyển sang trang robot này. Đây, và mình sẽ phải dùng cách này mở cánh cửa ra. Khi đó thì mình sẽ lại chuyển về trạng thái cũ và tiến lại sâu hơn. Tiếp tục lại chuyển sang robot. Không được rồi, phải chuyển sang đây để lắp ráp. Ok. Rồi, anh robot tiến hành. Let's go. Đi tìm tiếp, sau đó thì nhờ robot để mở những cánh cửa ra. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.